Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài, đó là sự thay đổi nào diễn ra trong tình cảm của bạn ha. Chúng ta sẽ có ba tụ bài. Tụ bài thứ nhất, bạn có thể nhìn vào cái hình ha. Nếu mà bạn cảm thấy bị thu hút bởi hình ảnh hoặc là màu sắc hoặc là một cái điều gì đó thì bạn có thể chọn cái tụ bài đó. Có thể nó sẽ có thông điệp dành cho bạn, nhưng mà thông điệp dành cho mọi người sẽ có thể là khác nhau hoặc là nhiều hoặc là ít ha, hoặc là có ở trong trải bài này hay không đó, thì bạn có thể đón nhận cởi mở và nên chắt lọc ra cái thông điệp nào dành cho mình. Thì đây là trải bài chung, có rất nhiều người xem cái trải bài này ha. Rồi, giờ mình sẽ đến với cái, đây là ba tụ bài của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ bạn bấm đứng màn hình lại đi, xong rồi bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 được chưa các bạn? Rồi, ở cái năng lượng này thì điều gì? Trải bài số 1 sẽ bắt đầu ở 1 phút 30 đi ha. Sự thay đổi nào diễn ra trong cái tình cảm của bạn? Ở cái năng lượng này thì mình thấy là có một cái sự nhận thức rất là rõ ràng hoặc rất là tốt. Có một cái năng lượng nó khá là thoải mái, nhẹ nhàng, nó khá là nhìn thấu. Có thể rằng là bạn sẽ chọn cái việc đó là tự do. Bạn đã học được rất là nhiều thứ từ cái câu chuyện tình cảm của bạn, và bạn đã học được cái gì thuộc về cái tôi, sự tương tác như thế nào, và bạn bỏ được cái vấn đề là cố gắng để mà kiểm soát một nửa cái thế giới còn lại, hoặc là tất cả những cái điều mà bạn động đến, chạm đến liên quan đến tình cảm. Giống như là bạn thay đổi người đó nè, hoặc là bạn mong muốn cái người đó, ép buộc người đó theo ý của bạn nè. Nó có một cái năng lượng là bạn không có cố kiểm soát mọi thứ nữa. Và có thể là cái năng lượng này, sự thay đổi lớn nhất đó là bạn chọn bản thân của bạn, và cái sự thay đổi về cái mặt tâm lý của bạn, bạn thoải mái hơn, bạn thả lỏng hơn, bạn tỏa sáng hơn, bạn dẫn dắt bản thân của bạn hơn, bạn độc lập hơn. Năng lượng này thì nó khá là may mắn, là năng lượng của bạn khá là cao. Năng lượng này của bạn có thể là bạn học được rất là nhiều bài học, cái tinh thần của bạn trở nên tốt hơn. Thì cái năng lượng này có thể là có cung xử nữ, song tử, bảo bình. Năng lượng này thì có thể ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật. Có thể năng lượng này nó sẽ là một cái năng lượng, đó là bạn chọn cái việc là bình an, hoặc là bạn cái chọn cái việc đó là quá mệt mỏi cho nên là bạn sẽ tha thứ, hoặc là cho nên bạn sẽ không có để cho những cái điều này nó dồn ép bạn nữa, hoặc là bạn bộc phát bản thân của mình, thoát ra khỏi một cái chướng ngại cũ, hoặc là một cái nền tảng mà nó không có được tốt đối với bạn ha. Đó, có thể cái năng lượng này á, nó sẽ nói về đó là mình cảm giác là bản thân của bạn là không có thích những cái năng lượng thấp hoặc là tiêu cực. Có thể là bạn ở cái năng lượng này thì mình nghĩ là bạn hơi phân vân trong vấn đề tình cảm, giống như là bạn không có chắc về cái đối tượng đó của bạn, bạn không có kỳ vọng vào cái đối tượng đó của bạn được, hoặc là bạn có thể là tập trung vào cái công việc nhiều hơn thì nó sẽ tốt hơn cho bạn. Mình nghĩ là bạn sẽ đổ vỡ một cái mối quan hệ ba người nếu như mà trong năng lượng này mà thật sự bạn có những cái liên kết ba người hoặc là như thế nào, thì nó sẽ có cái sự đổ vỡ. Tại sao nó đổ vỡ? Là tại vì nó đã đến cái thời điểm mà bạn phải lựa chọn một cái con đường đi khác hơn rồi, bạn sẽ phải thay đổi rồi, bạn sẽ phải có khởi đầu mới rồi đó. Cái năng lượng này á, thì khả năng là cái người mà đến với bạn sẽ là cái người đi lâu dài với bạn hơn là cái người hiện tại đó. Và cũng không ngoại trừ trường hợp là nếu như bạn với cái người hiện tại giải quyết được tất cả những cái vấn đề thì có lẽ như là cái cánh cửa đó nó sẽ mở ra lớn hơn cho hai người. Giai đoạn này, mối quan hệ này không phải là mối quan hệ cho cái tình yêu đơn thuần nữa, mà nó có thể sẽ tiến lên một cái giai đoạn cam kết. Mà muốn cái vấn đề về giai đoạn cam kết á, thì giống như mình nói là bây giờ đã đến cái sự thay đổi rồi, nó không thể nào ở một cái mức năng lượng như vậy hoài, nó sẽ có sự thay đổi năng lượng, tức nghĩa là nó sẽ có cái việc là phải thay đổi cái nền tảng hiện tại, cái tình huống hiện tại. Nó
năng lượng này nó giống như kiểu như là nếu mà tình huống hiện tại mà bạn với cái người này cứ cãi nhau hoặc là bất đồng quan điểm hoặc là kiểu như là u tối, giống như là có những cái cảm xúc nó không có mấy tích cực, thì hoặc là mối quan hệ ba người gì đó, thì đã đến lúc nó sẽ thay đổi rồi, nó sẽ đến một cái cột mốc này, nó không có ở lại vậy được nữa. Một là người đó chọn bạn và kết hôn với bạn, hai là sẽ có những cái người khác theo đuổi và kết nối với bạn. Thì mình cảm giác thấy là năng lượng này là bạn sẽ có thêm một khoảng thời gian cho cá nhân của bạn trước khi bạn bước vào một mối quan hệ hoặc một cái niềm vui nào mới. Nhưng mà năng lượng này thì chắc chắn là có ai đó thích bạn, có ai đó muốn kết nối với bạn, có ai đó muốn điều gì đó rất là vui vẻ trong một cái mối quan hệ soulmate, một mối quan hệ open relationship, một mối quan hệ nó rất là kiểu như là cái người đó cảm thấy rất là bị thu hút bởi bạn, cái người đó cảm thấy bạn gọi là hấp dẫn, cảm thấy bạn rất là vui vẻ, tươi vui đó. Và hoặc là giống như là cái người này bị nói chung người này thích bạn, bạn có ai đó thích bạn, và cái người đó cảm thấy bạn là một người chăm chỉ trong công việc hoặc là rất là hấp dẫn trong cái vấn đề mà có một cái sự thay đổi về vấn đề cuộc sống, giống như là bạn yêu đời, bạn có những cái điều nó rất là tích cực và rất là độc lập, những cái suy nghĩ của bạn thể hiện ra một cái sự độc lập. Thì mình nghĩ là sự thay đổi đó, đó là một là bạn có chuyến đi du lịch nè, hai là mình cảm giác là cái người đó không phải là họ với bạn phải di chuyển hoặc là bay hoặc là như thế nào đó thì mới gặp được nhau. Có nghĩa là cái người mới, hoặc là mình không nói người mới, nói chung đi, nói chung là cái người mà sắp tới mà để mà kết nối với bạn á, là cái người đó là kết nối với bạn một cái tình cảm rất là vui vẻ, nó tình cảm rất là hào hứng, vui vẻ, cởi mở. Nó không phải là một cái tình yêu đam mê, mà cái người đó thích bạn, cái người đó flirt bạn, cái người đó kiểu như tia bạn, kiểu như là yêu thầm bạn một chút, có nó có một cái chút hương vị như vậy đó. Còn nếu như mà bạn hỏi với mình là cái liên kết của bạn với cái người cũ á, là mình nghĩ là còn kết nối lại ở trong cái năng lượng này là như vậy, cho nên nhìn chung cái sự thay đổi tình cảm của bạn á, sẽ có một cái cột mốc, nó sẽ vui tươi và tốt đẹp hơn đó. Quan trọng là bạn có gọi là lựa chọn luôn cho bản thân mình cái người phù hợp để làm bạn đời của mình hoặc là để đi tiếp tục hay không, giống như là bạn phải cho người đó cái cơ hội. Chứ mình nghĩ là mọi thứ nó cũng đã đến lúc nó thoải mái hơn rồi ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng có thể inbox Facebook dùm cho mình. Cảm ơn các bạn đã có donate đóng góp cho kênh qua cái thông tin phía dưới á, thì mình cảm ơn rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài kế tiếp là tụ bài số 2 ha. Tụ bài số 2 của chúng ta rồi. Tụ bài số 2 sẽ là bắt đầu ở 8 phút 44 cho cái tụ bài số 2 ha. Ở cái năng lượng này thì mình nghĩ là nó đang có một cái sự thay đổi rất là lớn đến với bạn, và buộc lòng bạn phải nhìn nhận lại về cái tôi của bản thân mình. Bạn phải cho phép bản thân mình phát triển những cái sự bao dung, từ bi, tình yêu thương rộng lớn, và hãy để cho bản thân mình được tự do. Mình nghĩ là nó có một cái năng lượng để nó yêu cầu bạn tìm kiếm những cái mục đích trong cái cuộc sống của bạn ngoài những cái vấn đề tình cảm. Và mình nghĩ là những cái liên kết rối rắm của bạn nó sẽ đang được gỡ rối ra, và cái năng lượng này bạn sẽ phải cố gắng để mà thực hành những cái sự biết ơn trong cuộc sống. Bạn phải có một cái sự mạnh mẽ, mục đích trong cuộc sống, bước lên phía trước và dẫn dắt cuộc sống của mình. Bạn có một cái năng lượng là may mắn về cái mặt công việc, tiền bạc, và bạn có một cái năng lượng là vui vẻ, một cái năng lượng là có cái sự sáng tạo đó. Còn sự thay đổi về cái mặt tình cảm á, thì mình nghĩ là bạn sẽ ở năng lượng này nói rằng là có thể bạn được tặng quà, hoặc có thể bạn được một cái gì đó về
giúp đỡ về tiền bạc vật chất. Nói chung là mình nghĩ là bạn cũng khá là may mắn về cái vấn đề tiền bạc vật chất nha. Đó, hoặc là bạn sẽ có một cái sự, để xem coi có ai kết nối với bạn. Nói chung mình cảm thấy là ở đây nó có một cái sự tự do đối với bạn. Cái sự tự do này thì nó hơi, nó có hơi hướng hơi cô đơn một chút xíu, mình cảm giác như vậy á. Đó, thì cái sự tự do này có thể rằng là khi bạn kết nối với ai đó, bạn để trong lòng quá nhiều thứ, thì bạn có ngắt kết nối với cái người đó, có ít tương tác với cái người đó, thì cái sự cô đơn của bạn nó vẫn có ha. Đó, tại vì bạn chưa hanh thông về trong cái năng lượng. Và nếu như ở đây bạn có gia đình, hoặc là nói chung về gia đình thì nó có hơi bất đồng quan điểm, hoặc là nó có hơi kiểu lục đục một chút xíu trong cái vấn đề gia đình ha. Rồi, sự thay đổi nào trong cái tình cảm của bạn nãy giờ vẫn chưa có thấy được cái sự rõ ràng lắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thêm xem là có điều gì. Mình nghĩ là cái đối tượng mà bạn kết nối á, thì họ hơi khó chịu với bạn, hoặc là có hơi có sự bất đồng quan điểm. Mình nghĩ là họ sẽ gọi cho bạn hoặc là kết nối gọi cho bạn, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là năng lượng đó nó cũng chưa được tích cực lắm. Và cái sự tích cực là tích cực ở bạn chứ không phải là ở cái mối quan hệ này. Mối quan hệ này cần phải nhường nhịn. Và mình cảm giác như là cái mối quan hệ này đã kết thúc. Thực sự mình cảm thấy như vậy. Nó có một cái gì, điều gì đó mà nó cảm giác như là nó đã kết thúc. Đó. Mà mình nghĩ rằng là cái đối tượng mà bạn đang tương tác đó, họ hiểu rõ về cái vấn đề là họ đang làm gì. Và họ biết rằng là họ phải để cho bạn rời đi, hoặc là họ phải giống như là để cho mọi thứ được giải phóng. Đó. Và họ cũng ước rằng là phải chi mà có một cái con đường khác, có một cái cách khác, có một cái gì đó khác. Đó. Thì họ nghĩ họ cũng rất là muốn chia sẻ với bạn rất nhiều thứ trong cuộc sống. Ví dụ như là những cái tin tức trong cái cuộc sống của họ, hoặc là những cái điều trong cuộc sống của họ. Nhưng mà có thể rằng là những cái nỗi đau mà họ phải chịu, hoặc là những cái sự phụ thuộc về lề thói đạo đức cuộc sống, nó cũng khiến cho bản thân của họ không có được cái tự do như vậy. Đó, thì cái sự thay đổi á, thì thật sự mình cảm thấy đây sẽ là một cái liên kết mà nếu như bạn còn ôm giữ tình yêu thì nó sẽ là một cái liên kết giống như là nó hơi bị bích tắc, giống như là đơn phương một chút, hoặc là hơi buồn một chút. Và cái năng lượng này á, thì bạn có thể là sẽ gặp người mới đó nha. Bạn sẽ có thể là gặp tương tác người mới. Và nhưng mà mình cảm thấy là cái cuộc sống của bạn và cái vấn đề của bạn đó là cái tình yêu của bạn trao cho một người, thì cái người đó đang nắm giữ trái tim của bạn rồi. Và mình nghĩ là có thể là cung sử nữ, cung thiên bình, cung ma kết như mã ha. Nói chung là nó có ở đây năng lượng này thì thay đổi về trong cái tình cảm của bạn, đó là bạn phải có năng lượng mạnh mẽ để dứt bản thân mình ra khỏi những cái sự u ám, những cái điều gì đó mà mình cảm giác là nó không có, giống như là bạn nó nền tảng đổ vỡ hoặc là mọi thứ đổ vỡ, thì bạn phải sống cho bản thân của mình thôi, bạn phải rời đi thôi. Ở đây thì có thể là có may mắn về tiền bạc hoặc là được tặng quà này kia, nhưng mà cái năng lượng này thì có thể là sẽ có những cái sự giải quyết rõ ràng hơn về những cái vấn đề công việc hoặc gia đình, hoặc là tình yêu của bạn á. Năng lượng này á kỳ vọng vào một cái mối quan hệ mà nó giống như bạn sẽ gặp một số người, nhưng mà một số người này mình nghĩ nó không phải là một cái người yêu, mà cũng không phải là cái người mà có một cái vị thế mà chiếm được trái tim của bạn. Nó chỉ đơn thuần là bạn có một hoặc hai người nó cảm giác cho bạn cái cuộc sống vui vẻ, là mình thấy là như vậy. Ok, năng lượng này thì nó sẽ là một cái năng lượng mà mình nghĩ nếu như mà bạn là một cái người đơn phương, đơn thân, hoặc là nuôi con, hoặc là single mom á, thì nó cũng khá là vất vả cho bạn để bạn có thể giải phóng những cái gánh nặng hoặc là trách nhiệm của bạn. Và cái điều tích cực nhất mà trong cái trải bài này mình thấy á, đó là có ai đó sẽ kết nối với bạn mà rất là vui vẻ. Và lúc này á, bản thân của bạn sẽ cảm thấy là bạn cần cái niềm vui đó hơn là những cái vấn đề về tình cảm. Và mình nghĩ rằng bạn sẽ mong muốn vượt qua những cái sự bế tắc hoặc là cái nỗi buồn. Bạn sẽ nhìn nhận khá là nhiều những cái vấn đề. Bạn sẽ rất là vui vẻ để mà giống như là
sau cái giai đoạn này bạn sẽ rất là vui vẻ, bạn nhìn được nhiều cái hướng khía cạnh của vấn đề hơn, bạn mạnh mẽ hơn, bạn sẽ cho và nhận được, và đặc biệt là bạn có một cái nền tảng gì đó rất là tốt đẹp về cái vấn đề tiền bạc và vật chất ha. Ok, mình sẽ kết thúc tụ bài số 2 ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem trả bài. Bạn nào xem trả bài riêng có thể inbox Facebook giùm cho mình. Cảm ơn một số bạn có đóng góp cho kênh á ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3. Rồi, tụ bài số 3 của chúng ta sẽ bắt đầu ở 16 phút 16 ha. Ở cái năng lượng của cái tụ bài số 3 này thì mình thấy là bạn phát triển cái mặt cá nhân rất là tốt. Bạn biết yêu thương bản thân của mình. Cái năng lượng này của bạn đó là bạn có những cái lộ trình được học thông qua cái câu chuyện tình cảm. Nếu như bạn đã từng có một câu chuyện tình cảm mà đuổi hoặc là chạy trong cái năng lượng tình cảm đó thì mình nghĩ rằng là mọi thứ nó cần phải rời đi khỏi những cái năng lượng đó và bắt đầu yêu thương bản thân mình lại. Và bạn sẽ nói ít hơn và bạn sẽ dùng cái tâm cảm nhận nhiều hơn hoặc là chia sẻ nhiều hơn về những cái vấn đề cảm xúc. Mình cảm thấy là năng lượng này bạn đang được dẫn dắt đi rất là tốt những cái bước đi của bạn và trong cái sự phát triển tình yêu của bạn. Và trong đây có cung Song Ngư, cung Thiên Bình, cung Sử Nữ. Mà mình thấy rằng là năng lượng này sắp tới có thể bạn có hoặc là bạn đoàn tụ hoặc là bạn rất là vui với một cái người yêu của bạn. Cái người đã kết nối, có thể là Kim Ngưu Ma Kết Sử Nữ như nãy mình nói đó. Đó, và có sự thay đổi, có thể là quyết định rõ ràng, có thể là bạn có một hoặc hai người, và mình nói chung là có thể là hai người đó. Và mình nghĩ và mình cảm thấy rằng là bạn được cái sự săn đón, và nhưng mà đồng thời thì bạn cũng phải lựa chọn cái người mà mình thích, hoặc là bạn cũng sẽ phải ra quyết định xem là bạn sẽ chọn ai hoặc là như thế nào. Cái năng lượng này, sự thay đổi của bạn là bạn sẽ sắp xếp lại trong cuộc sống của bạn những cái nền tảng để tìm thấy cái sự cân bằng, ví dụ như là ăn, ngủ, nghỉ, học, hoặc là chia những cái năng lượng của mình ra để phân tán và để cho cái cuộc sống của mình nó có nhiều cái màu sắc ha. Đó. Bởi vì nếu như mà bạn không chia ra thì nó sẽ khiến cho bản thân của bạn là cứ tập trung vào mỗi cái tình yêu cũ hoặc là tập trung vào những cái điều gì, nó không có thành một cái năng lượng mà có thể khiến cho bản thân của bạn phát triển hơn. Năng lượng này thì mình thấy là sự bình an và yêu thương bản thân mình của bạn giúp cho bạn thu hút một cái người này thì rất là yêu thương bạn, và mình nghĩ là bạn cũng sẽ gặp được một số cái mối quan hệ mới. Và ở năng lượng này thì mình thấy là năng lượng cá nhân của bạn rất là tích cực, và sẽ có người theo đuổi yêu thương. Quan trọng, nói chung là có năng lượng này là bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, và cái cánh cửa lãng mạn của bạn nó sẽ mở ra. Có những người họ rất là nghĩ về bạn và họ rất là nhiều cái tình cảm với bạn đó. Cái năng lượng này á, thì mình nghĩ là bạn sẽ có quà đó. Bạn sẽ có quà, bạn sẽ có một cái liên kết showmate hoặc là nhiều hơn thế, có niềm vui, có lãng mạn, có đam mê. Nói chung là năng lượng này mình cảm thấy rất là tốt luôn, rất là tốt về cái vấn đề tình cảm á. Đó, thí dụ như bạn có tương tác với người cùng, nói chung là bạn có tương tác với cái người này là gia đình của bạn, hoặc là tương tác thì bạn sẽ được tặng quà, bạn sẽ được cái người đó cho bạn cái hiện vật chứ không có nói bằng miệng không. Đó, thì năng lượng này mình nghĩ là có ai đó thích bạn và muốn hẹn hò với bạn luôn á. Đó, cho nên là bạn cứ sống bản thân mình vui vẻ, và nếu như cái người này không được bạn cứ bỏ qua nha, tại vì mình thấy có tới hai người lận, có hai người tương tác với bạn lận chứ không phải một người. Đó, nhưng mà mình thấy là bạn nên, không phải là đòi hỏi, nếu như bạn nên yêu cầu những cái điều mà bạn mong muốn, tại vì bạn có giá trị mà, bạn sẽ gặp một người cũng có thể là định mệnh của bạn đó, người này có thể
người lại có thể là định mệnh của bạn, người có thể là xong người giải bò cạp luôn đó. Nhưng mà cái năng lượng này á, thì cái tình cảm là mình thấy là có, cái cảm xúc là có. Mà nếu như mà có cảm xúc với hai người nha, thì một người á, nó sẽ là một cái cảm xúc mà nó hơi trầm một chút xíu, giống như là cái người đó yêu bạn, hoặc là bạn với cái người đó có nhiều cái dòng cảm xúc với nhau, nhưng mà nó hơi lãng mạn, nó hơi ướt át một chút, nó hơi drama một chút. Còn có một người nữa rất là tươi tắn, rất là thú vị. Rồi, năng lượng này thì mình nghĩ rằng là cái người ướt át á, hoặc gọi là người cũ đi ha, có thể là sẽ kết nối lại đó ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây. Các bạn xin trải bài riêng thì có thể inbox Facebook mình cho mình ha. Hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau ha.